em đổi Vĩnh Thụy luôn à, đổi Vĩnh Thụy ngày hôm nay tham gia với em đúng không à? Anh thấy là em cũng là người nói nhiều chứ Khánh ơi, ngày hôm nay là hai thằng mình gọi là chung chuồng. Phải chi ngày hôm nay mời anh Lương Thế Thành, anh chàng trai ít nói, hoặc là Vĩnh Thụy, người ta ít nói thì nó phản bác thù tổn tức. Đằng nàng Duy Khánh cái miệng tép lắng tép lội, cái gì nói cũng được trơn trọi, em nói cái gì nó cũng tôi bác. Ủa là sao vậy hả? Em đổi Vĩnh Thụy luôn à, đổi Vĩnh Thụy ngày hôm nay tham gia với em đúng không à? Không phải, em cũng rất là đồng tình với anh Lâm, nhưng mà em nói nè, tại vì thật ra em khác với anh Lâm ở chỗ là ở ngoài em không có nói chuyện nhiều, ở ngoài em khá là kiệm lời. Nè Duy Khánh, em đi chơi Duy Khánh rồi, Duy Khánh không kiệm lời mà dám kiệm tiền. Chứ mà anh mời qua nhà ăn á, không có cho ăn bò ăn gà, ăn đồ chay. Trời ơi. Cái nồi súp chay nè, rồi ha, đói ăn ăn xong rồi cái bắt đầu nói chuyện, hồi đói nữa không ăn phải. Súp chay không có món khác. Cái lý do mà em cho chị ăn súp chay á là tại vì em muốn là chị tâm chị tỉnh lại, tại bình thường là cái khẩu chị quá là tà rồi đúng không? Đó là những cái ngày đó là những cái ngày để mình tỉnh lại bản thân mình, hiểu không? Chị không đồng ý, tại vì em muốn chị tỉnh tâm để nghe em nói. Kệ đủ rồi. Đón xem tài tám tếu 19 giờ chủ nhật trên HTV7, 19:30 chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.